chị nào. Thế nha, kiểu nhích nhẹ thôi nhá. Có mấy cái đầu trắng bụng lưng của bạn á, có mấy cái đầu trắng các bạn nhích chị em nhích nhẹ ra thôi. Nhanh nhích ra xong cái bông vào. Thiệt nào, những ngày này năm ngoái thì rủ đi chơi mà chị còn chẳng muốn đi, đặc biệt là anh Dương anh Thuận. Dương anh Thuận còn rủ đi chị đi chơi hả? Ừ, chị ngày ó mà chị muốn đi cùng với anh đi trên chiếc xe mới không có cái khu. Sáng đi ra cửa thì gặp anh Tùng đang nhà đang dựng dẹp, đang chuẩn bị nhà cửa rồi đúng không? Đang dựng dẹp đám cưới đó. Không biết dạng hỏi hay dạng đám cưới nữa. Có nói gì chị không? Không, sao cứ lắm nè. Từ bữa rồi như thế nào chị? Đi chơi nên toàn đập lộn thôi. Chị không có cố ý.
hai các chị em ạ, thì lên trên thì bấm thì